Kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ tổng hợp cùng quý vị một số sàn DEX nó chạy trên cái mạng lưới Terra Blockchain. Vâng, thưa quý vị, giao thức Terra là một giao thức blockchain công khai mã nguồn mở và phi tập trung hàng đầu cho các stablecoin thuật toán, sử dụng kết hợp các khuyến khích chênh lệch giá trên thị trường mở và bỏ phiếu phân quyền của Orex. Giao thức Terra tạo ra các stablecoin luôn theo dõi giá của bất kỳ loại tiền tệ fiat nào. Người dùng có thể chi tiêu, tiết kiệm, giao dịch hoặc trao đổi các stablecoin Terra ngay lập tức. Tất cả đều có trên blockchain Terra. Luna cung cấp cho người nắm giữ phần thưởng đặt cược và quyền lực quản trị. Hệ sinh thái Terra là một mạng lưới các ứng dụng phi tập trung mở, nhanh chóng tạo ra nhu cầu ổn định cho Terra và làm tăng giá của Luna. Thì đây là video tôi sẽ tổng hợp một số sàn DEX nó chạy trên cái mạng lưới Terra để quý vị cùng tham khảo. Và tất nhiên, quý vị có thể hoán đổi, giao dịch, thêm thanh khoản hoặc là stake trên các sàn DEX này. Và quý vị muốn giao dịch được trên các sàn DEX thì quý vị phải có cái đồng coin Luna để làm phí giao dịch. Ok chưa? Và mỗi một sàn họ đều có những cái token riêng của sàn. Và tôi cũng không đi sâu về những cái token của sàn. Quý vị quan tâm, quý vị có thể tìm hiểu ở trong những cái phần thông tin như phần Doc hay là Medium hay Twitter hoặc là Telegram ở những trang chủ của sàn. Ok. Thì cái sàn thứ nhất đó là cái sàn Antares Protocol.com. Đó. Quý vị có thể sử dụng cái ví Terra Station mà ở những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái ví Terra Station vào cái trình duyệt Chrome. Đó, như ở đây tôi đã kết nối ví với lại cái sàn. Ok, sàn thứ hai đó là cái sàn Whiteway.money. Đó. Quý vị có thể swap, mua bán. Cái sàn này thì quý vị phải kết nối bằng app từ điện thoại smartphone. Rồi, sàn thứ ba là cái sàn Terra Swap. Sàn thứ tư là sàn loop.market. Đó, quý vị cũng có thể sử dụng ví Terra Station hoặc là Terra Station trên điện thoại mobile hoặc là Terra Station trên máy tính. Sàn tiếp theo là cái sàn atropod.fi. Đó. Và sàn cuối cùng đó là cái sàn openocean.finance. Đó. Nếu quý vị đã từng giao dịch trên các mạng lưới ERC20, BEP20 hoặc là Polygon thì quý vị cũng không lạ gì cái sàn OpenOcean này. Đây, OpenOcean hỗ trợ cái mạng lưới Terra Mainnet này.
Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Quý vị đừng quên comment, đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.